Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 87, ngày 7, Những Ngày Cuối Đời của Cụ Jacob. Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 47 câu 27 đến câu 31, đoạn 48 câu 1 đến câu 7. Câu ghi nhớ Sáng Thế Ký đoạn 47 câu 27. Vậy Israel trú ngụ tại miền Gô-sen, thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 47 câu 27 đến câu 31. Kinh Thánh Cựu Ước trang số 49. Kinh Thánh Cựu Ước trang số 47. Vậy Israel trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngài gần chết, Israel gọi Giô-sép con trai mình mà nói rằng: Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha, xin con đừng chôn cha tại đất Ai Cập. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn chung cùng mồ mả của người. Giô-sép thưa rằng: Con sẽ làm y theo lời cha dặn. Gia-cốp nói: Con hãy thề đi. Giô-sép bèn thề, đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Vả khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Giô-sép rằng: Này, cha người đau. Giô-sép bèn đem Ma-na-xe và Ê-phra-im, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Gia-cốp hay và nói rằng: Này Giô-sép, con trai ông đến thăm ông đó. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Gia-cốp nói cùng Giô-sép rằng: Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Lu-sơ trong xứ Ca-na-an mà phán rằng: Này, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân, ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ. Xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ hai con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ê-phra-im và Ma-na-xe cũng sẽ thuộc về cha như Ru-bên và Si-mê-ôn vậy. Còn mấy đứa mà con sanh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Ca-na-an, thì ra trên chết dọc đường có mặt cha gần Ơ-phơ-rát. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ơ-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 27. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ này nhé. Vậy Israel trú tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Vậy Israel trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Trong phần tìm hiểu, cụ Gia-cốp hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? A. 137, B. 147, C. 150. Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh câu số 28. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm,
hưởng thọ được 147 tuổi. 147 tuổi. Một trăm bốn mươi bảy tuổi là tuổi cũng cao so với bây giờ, nhưng mà đó là cái tuổi nó thấp hơn so với những cái người sống trước đó. Hiện tại cái người sống lâu nhất thế giới hình như là 128 tuổi thì phải. Ước nguyện của cụ Jacob trước khi chết là gì? Jacob đã nói gì với Joseph? Jacob muốn Joseph chôn Jacob ở tại Ai Cập, nhưng mà khi mà Joseph đi ra khỏi Ai Cập đó thì phải đem cái hài cốt của ông, hay là đem hài cốt của ông đem về chôn ở trong cái nơi mà chôn những cái tổ phụ, những cái người trước đó. Có nghĩa là ông không muốn rằng mình bị chôn ở tại Ai Cập hay là ở tại Ai Cập này, nhưng mà muốn rằng Joseph đem hài cốt của ông chôn ở trong mồ mả của người. Vậy là ở đây ông ước nguyện của ông Jacob là muốn Joseph đem hài cốt của ông ra khỏi Egypto. Cụ Jacob tuyên bố hai con trai của ông Joseph là cậu Manasseh và cậu Ephraim sẽ thuộc về ai? Thuộc về ai các em? Thuộc về cụ Jacob. Có nghĩa là nếu mà chia gia tài đó thì chỉ có Joseph được hưởng gia tài chung với các anh của mình. Nhưng mà bởi vì Jacob rất là thương yêu Joseph, và Joseph đã có công ở trong việc cứu cả gia đình của Jacob khỏi cái nạn đói, cho nên là Jacob đã xem hai con trai của Joseph là Manasseh và Ephraim như là con của mình, và cho hai người cháu nội này được hưởng gia tài chung với các chú, các bác của mình. Đây là một điều rất là đặc biệt. Và cụ Jacob đã kinh nghiệm được lời hứa của Chúa dành cho cụ như thế nào tại xứ Ai Cập trong câu số 27 các em xem ha. Và Israel trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ai Cập, gây dựng được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Như vậy là chúng ta thấy là Chúa ban cho cụ đó là gây dựng được cơ nghiệp. Cơ nghiệp có nghĩa là có của cải, tài sản, các cái súc vật, những cái con như là con cừu, con chiên, con bò đó. Rồi gì nữa? Sanh sản, thêm lên bội phần. Và ở đây là hình ảnh của gia đình của ông Jacob, ông Jacob và các người con của ông. Nhận biết, cụ Jacob kinh nghiệm
Được kinh nghiệm cách dư dật lời hứa của Chúa dành cho cụ. Chúa đã hứa với Gia-cốp và Chúa ban cho cái lời hứa được ứng nghiệm, được thành hiện thực. Ông có nhiều tài sản và nhiều con cháu. Thực hành, em sẽ kinh nghiệm được lời hứa của Chúa dành cho mình khi em hết lòng tin cậy và vâng lời Ngài. Ở đây có lời cầu nguyện gợi ý sẵn, chúng ta không cần phải viết nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau theo lời cầu nguyện gợi ý này nhé. Xin Chúa giúp con biết trao đời sống con cho Chúa, đi trong sự hướng dẫn của Ngài để con kinh nghiệm được trong lời hứa Ngài dành cho con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.